Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt chương trình Nhạc Thính Phòng, Những Ngày Tháng Không Quên, Quê Hương và Tình Yêu do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Ngày 19 tháng 4 2019 vừa qua, đồng hương vùng thủ đô Hoa Thượng Đốn đã được thưởng thức một chương trình nhạc thính phòng với chủ đề Những Ngày Tháng Không Quên để tưởng niệm năm thứ 44 ngày Quốc Hận do đôi nghệ sĩ Kim Phụng và Đèo Văn Sách thực hiện. Mặc dù không có ca sĩ từ xa về, nhưng những ca sĩ quen thuộc của vùng thủ đô Hoa Thượng Đốn đã hát rất hay. Ngày hôm ấy khiến cả hội trường của Trung tâm Cộng đồng James Lee Community Center có khoảng 300 quan khách đã ngồi im phăng phắc lắng nghe những bản nhạc vang bóng một thời. Âm thanh và lời của những bản nhạc, khi tha thiết nồng nàn, khi tưng bừng vui tươi rộn rã, đã đưa khán giả trở về với khung trời kỷ niệm của một miền Nam trước và sau 1975. Sở dĩ mà chúng tôi hàng năm cứ phải tổ chức ngày tưởng niệm 30 tháng 4, ngày Quốc Hận, thì mục đích là để nhớ lại những tháng ngày đen tối và bi đát nhất của dân tộc miền Nam Việt Nam. Những người đã từng là lính, đã từng là người yêu của lính, là mẹ, là vợ của lính, làm sao mà không bồi hồi xúc động khi nghe giọng hát của Kim Phụng, Hạnh Trang, Sĩ Tứng, Hữu Nghị qua những bản nhạc người yêu của lính. Không bao giờ ngăn cách tình thư của lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, hoặc là bài Nếu Vắng Anh của nhạc sĩ Anh Bằng phổ theo ý thơ của Nguyên Sa. Ngày 30 tháng 4 thì gia đình tôi ở ngã tư Phú Nhuận. Tôi cũng như bao nhiêu người vợ lính khác, tại vì ông xã tôi cũng là quân đội. Khi mà nghe tiếng súng đạn mà nhà tôi ngay ngã tư, tức là gần Bộ Tổng Tham Mưu, thấy tiếng pháo kích, tôi rất là lo sợ. Mà trông chồng tôi đi về, tại vì lúc đó cũng còn đang ở trên đơn vị. Tôi rất là bâng khuâng, phần thì trông chồng về, phần thì nhìn thấy những cảnh mà đồng bào dân chúng chạy tán loạn. Tôi rất là đau buồn và tôi không có thể tưởng tượng rằng một cái ngày đau buồn quá đỗi nó đến với dân tộc Việt Nam. Bản nhạc Hận Ly Hương của anh Hoa Ngọc Long qua tiếng hát Hoàng Tiến đã đưa khán giả trở về với cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và nhớ đến con sông Bến Hải ngăn cách hai miền Bắc Nam. Thu năm qua đoàn người đi xót xa, mang tâm tư hận sầu vương thiết tha. Thái Ninh, Như Hương, Bạch Cúc, Đèo Văn Sách, Duy Vũ đã diễn tả được trọn vẹn những ca khúc đã trình bày. Hôm nay thì Như Hương sẽ trình bày nhạc phẩm Biết Bao Giờ Trở Lại của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi. Dạ thì chọn cái bản nhạc đó vì là nó khơi dậy những cái kỷ niệm mà mình đã xa xứ bao nhiêu năm nay và muốn có một cái hy vọng sẽ được một ngày nào đó trở về lại quê hương ta. Ba bản nhạc mới mà nhạc sĩ Vĩnh Điện, Nguyễn Tất Vịnh, Nguyễn Ánh Chính, phổ thơ Hoàng Phượng, Phan Khâm, Hồng Thủy cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Bài hát Con Đường Tôi Về của Lê Tín Hương qua tiếng hát thiết tha kể lể của Hiếu Thuận đã khiến khán giả ngậm ngùi buồn đau với hình ảnh con đường tôi về còn đó như xưa, nhưng người năm cũ là xác chưa đưa. Và mẹ quê gầy còm mong manh áo vá, vá được áo đời hồn rách tả tơi. Nay đã vào đời nụ hồng lá lơi, phong xuân dạng dày tuổi xuân đoạn. Và tiếng hát tuyệt vời của ca sĩ Nguyệt Anh qua bài Anh Đi Chiến Dịch của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nòng súng nhân đạo, nòng súng nhân đạo
anh đi cứu người. Nhìn tới những cái người Việt Nam mình sau khi mà sau ngày mất nước thì những người Việt Nam sống rất là đau khổ, sống thiếu thốn và đói kém và mất tự do. Thì và đối với cái sự ra đi và cái sự ra đi của tất cả mọi người bỏ đất nước để mà chạy đi tìm tự do, thì vì đó là những cái tâm tình mà chúng tôi khưu mang trong cái chương trình này, là vì những ngày tháng đáng quý của trước 75 mình sẽ không quên, và cả những cái đau khổ mà người Việt Cộng đã đem đến cho người Việt của chúng ta, đó là những cái gì không thể quên được, và lúc nào cũng là một cái hoài niệm về đất nước Việt Nam tự do. Hoạt cảnh hội nghị Diên Hồng do nhóm phụng sự nghệ thuật Khoa Thịnh Đốn trình diễn dưới sự hướng dẫn của giáo sư Kim Oanh, phụ tá Kim Dung và võ đường Tây Sơn Hoa Thịnh Đốn đã chấm dứt chương trình nhạc thính phòng tưởng niệm ngày Quốc Hận thứ 44. Hoạt cảnh này như một lời nhắn nhủ, một lời hứa hẹn. Toàn dân hãy đoàn kết chống cộng sản, chống giặc Tàu xâm lăng như cha ông ta thuở trước. Mỗi lần tới ngày Quốc Hận thì chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng. Bởi vì nhìn thấy quê hương mình càng ngày càng lụng bại, mà bọn Cộng sản nó càng làm cho dân tình càng khổ, và nó đã đang và sẽ bán đứng nước Việt Nam cho bành trướng Bắc Kinh. Nghĩ đến ngày 30 tháng 4 là cách đây mấy mươi năm là cái ngày mình bị mất nước. Thành ra ngày hôm nay nhân dịp anh Sách tổ chức cái buổi tưởng niệm thì chúng tôi rất là hân hạnh đến đây để giúp anh một tay, dù là ít hay nhiều. Đây cũng là một cái vinh dự đến đây. Tôi nhận thấy rằng cái sự cố gắng hết sức của tất cả các anh em văn nghệ sĩ chuyên môn và không chuyên môn đều có những tấm lòng rất tốt để mà thực hiện một chương trình đặc sắc, đầy đủ để tưởng nhớ lại những ngày tháng không quên trước năm 75. Tôi bị kẹt lại trong khi các con tôi đã đi hết rồi với cô Anh đi. Thành ra tôi từng cái chuyến xe tăng nó đi, từng cái lời hát hay là ngay cả sau này có những cái về đài phát thanh đó nói tôi rất đau, và ngay cả hôm nay nhớ lại những chuyện đó chính tôi đã đang khóc. Tôi khóc nhiều lắm, nhất là lúc mà có cái bài hội nghị Diên Hồng. Tôi mong rằng là sẽ có cái hội nghị Diên Hồng nó đúng ở Việt Nam và trong năm nay, và tất cả các anh các chị em và tất cả người trẻ, nhất là những người trẻ đứng dậy hết, và để chúng ta có lại đất nước Việt Nam lại và lo làm lại nước Việt Nam cho tốt lại như ngày xưa. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.